Cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng Minh Phụng Music. Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn để đội ngũ không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Hôm nay hai chuyến hàng siêu bùng nổ tại showroom 98 Bạch Văn Chơn đã sẵn sàng lên đường. Chuyến hàng đi Biên Hòa sẽ có sự xuất hiện của những chiếc piano điện Goodman B25 với âm thanh piano đầy lôi cuốn, được xử lý bằng chip SAM 5704 với tốc độ cực nhảy, tích hợp cả Bluetooth MIDI và audio. Cái đàn Goodman KS1 Bluetooth cho các bạn mới học nhạc cực dễ dàng trên các app nhạc và kết nối Bluetooth MIDI, organ Goodman K360, trang bị bộ tiếng dân tộc Việt Nam, đa dạng tính năng trên các dòng đàn cao cấp cùng dữ liệu style được update thường xuyên, và các thùng đàn Goodman K100 sở hữu nhiều chức năng dành cho các bạn nhỏ và những bạn mới tập chơi organ. Còn đây là chuyến đi Sóc Trăng, bác Tài rất vui tính giúp mình mang đàn đưa vào thùng tải. Hàng sẽ gồm có piano KS1 Bluetooth, piano điện B25 và những kiện chân đàn U-Stand, chắc chắn tối ưu trải nghiệm chơi nhạc hoàn hảo cho người chơi. Với đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp, hợp tác cùng đơn vị giao hàng uy tín, nhanh chóng, an toàn để giúp các khách hàng trải nghiệm những giai điệu tuyệt vời và hoàn hảo nhất. Hai chuyến hàng xa của team hôm nay đã lên đường thành công và mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video. Hãy đến trải nghiệm những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các quà tặng đặc biệt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.